Xã Vất Chỉ là một trong 20 xã biên giới của tỉnh Tây Ninh. Nhờ chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn xã Vất Chỉ, thị xã Trảng Bàng từng ngày đổi thay, đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao. Kết quả đó là nền tảng để Phước Chỉ vượt khó, tiếp tục xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn và hoàn thành mục tiêu nông thôn mới nâng cao vào năm 2025. Với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân, các nguồn vốn phân bổ được sử dụng đúng mục đích. Năm 2020, xã Vất Chỉ được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới với 100% đường trục xã ấp được nhựa hóa, bê tông hóa, 100% hộ dân được sử dụng điện thường xuyên, an toàn, thu nhập bình quân 59,2 triệu đồng một người một năm, tổng số hộ nghèo của xã 0,44%, tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội luôn được bảo đảm. Trên đà phát triển, hiện nay xã Vất Chỉ tích cực triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, mục tiêu sẽ hoàn thành trong năm 2025. Để thực hiện thành công mục tiêu đề ra, xã Phước Chỉ tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng gia tăng và phát triển bền vững, tăng cường hỗ trợ liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Như vậy, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã tăng cao, đến nay đạt 74 triệu đồng một người một năm. Một trong những mô hình kinh tế đang phát huy hiệu quả cao tại Phước Chỉ phải kể đến mô hình nuôi cá lóc trong vèo của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Nuôi trồng Thủy sản Tràm Cát. Năm 2022 này là mới vừa thu hoạch đó là 1.000 con là ngoài 200 kg, là bán với giá là 43.000 kg, là thấy rất là khả quan. Cái mô hình nuôi cá lóc của Hợp tác xã thì nó đem lại kinh tế thu nhập cho gia đình rất là ổn. Đó là so với lúa thì nó ổn hơn nhiều, là một năm là nuôi được 3 vụ. Tôi tiêu thụ sản phẩm á, thì ký hợp đồng với chỗ công ty Phát Đạt ở dưới của thành phố Hồ Chí Minh á, là cái chỗ, là hiện tại nhà là tiêu thụ cá rất là ổn, tại vì thương lái tới chỗ là tới nhà cân luôn, chứ chỗ thành viên là không có chở cá ra ngoài chợ bán nữa, thì đường thủy là ghe tới chỗ chứ không còn vận chuyển hết. Thì từ khi mà được công nhận nông thôn mới thì xã Chỉ cũng đã thành lập được 4 hợp tác xã. Thì từ khi mà thành lập 4 hợp tác xã này, việc sản xuất phát triển kinh tế của người dân thì được là coi như ban chủ nhiệm hợp tác xã là quan tâm. Thì anh em cũng mạnh dạn đưa vào để sản xuất cái lúa, giống lúa xuất khẩu như ST25, là nuôi cá là coi như là từ cái nhỏ lẻ mà nuôi là coi như là quy mô lớn, rồi là cũng tìm cái đầu ra cho xã viên của mình. Từ đó cái nguồn thu nhập của người dân, của cái hộ viên là được nâng lên. Song song với việc thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng gia tăng và phát triển bền vững, xã Phước Chỉ tập trung phát triển giao thông nông thôn, giao thông nội đồng bền vững, bảo đảm thông suốt, đồng bộ hệ thống thủy lợi, phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Cái chuẩn bị cho cái công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao vào năm 2023 thì đến giờ này xã Phước Chỉ cũng đang tiến hành xem xét lại các cái tiêu chí qua năm 2023 là tỉnh rồi thị xã Trảng Bàng sẽ đầu tư cho chúng ta xây dựng cái nông thôn mới nâng cao để giúp cho người dân có cái cuộc sống ấm no hạnh phúc hơn, đường xá khang trang hơn, mà đặc biệt là vận chuyển cái hàng nông sản và cái việc đi lại học tập của con em học sinh mình. Thì sau này 6 cái tuyến đường khu dân cư trong Phước Mỹ này cũng được là bê tông bằng xi măng, và các cái ấp còn lại, cái đường nào chưa có thì chúng ta tiến hành làm cho dân. Thì tổng cộng thì cái nông thôn mới nâng cao thì xã Phước Chỉ chuẩn bị đầu tư khoảng là 14 công trình nữa để tiếp tục phục vụ cái đường xá đi lại cho bà con nhân dân. Dù vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng bộ mặt nông thôn xã Phước Chỉ đã khoác lên một diện mạo mới, khang trang, sạch đẹp. Thu nhập bình quân đầu người tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm. Tin rằng, với sự quyết tâm cao của cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị, cùng với sự đồng thuận của nhân dân, xã Phước Chỉ sẽ hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, góp phần tạo bộ mặt nông thôn ngày càng thêm khởi sắc.